Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Thưa quý vị, hiện nay thì đợt nhận hồ sơ của các trường đại học cao đẳng lần thứ tư thì cũng đã khép lại rồi. Nhưng mà không biết là hiện trạng của việc tuyển sinh như thế nào? Xin mời quý vị hãy dành ít phút để chúng ta cùng lắng nghe nhận định của ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến hôm nay 31 tháng 10, các trường đại học kết thúc thời gian tuyển sinh sau 4 đợt xét tuyển. Các trường cao đẳng thời gian còn kéo dài đến ngày 20 tháng 11. Tuy nhiên, đến thời điểm này, rất nhiều trường vẫn không đủ chỉ tiêu và cho biết thực chất đã kết thúc tuyển sinh hơn tháng nay vì không tuyển sinh được. Đặc biệt đối với bậc cao đẳng thêm một số trường, mặc dù bộ quy định thời gian xét tuyển của các trường cao đẳng đến hết ngày 20 tháng 11, thế nhưng ngay trong đợt 4 này, nguồn tuyển sinh đã hết. Cũng theo số liệu của bộ thì cứ một thí sinh nộp hồ sơ vào bậc học này thì có đến 1,5 suất chỉ tiêu đang đợi. Do đó, chỉ có những trường cao đẳng công lập top trên mới tuyển đủ. Các trường vẫn tiếp tục nhận hồ sơ nhưng không còn hy vọng nhiều nữa. Hiện tại nhiều trường đã bắt đầu chương trình học. Việc kéo dài xét tuyển đến 20 tháng 11 theo đại diện các trường không những không còn ai để tuyển mà còn khiến các trường khá mệt mỏi, bị động trong việc tổ chức đào tạo. Thưa ông, trước tiên thì ông có thể chia sẻ cho các khán giả biết thông tin về tình hình tuyển sinh đại học năm 2015 của các trường đến thời điểm này đang diễn tiến cụ thể ra sao ạ? Cho đến thời điểm này thì hầu hết các trường đại học cao đẳng đã gần như là hoàn tất cái công tác tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2015. Thì theo con số cụ thể chúng tôi nhận được hiện nay là tất cả các trường đã tuyển được là 554.953 thí sinh. Và như vậy thì đã đạt được là 85,7%. Trong đó thì các trường đại học đã tuyển được là 415.870 thí sinh và đạt được là 97,6%. Các trường cao đẳng tuyển được 139.083 thí sinh, đạt 63,21%. Như vậy thì có thể nhận thấy là đến thời điểm ngày hôm nay thì các trường đại học đã tuyển là tương đối đạt về chỉ tiêu, tức là đã được qua con số 97%. Riêng đối với các trường cao đẳng thì mới chỉ đạt được ở con số là 63,21%. Như vậy thì việc mà các trường cao đẳng cho đến thời điểm này vẫn còn đang tiếp tục là xét tuyển các nguyện vọng bổ sung. Vì theo quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2015, việc các trường cao đẳng sẽ chấm dứt cái việc thu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào ngày 15 tháng 11. Thế thì không biết là công tác chuẩn bị khai giảng và nhập học đang chuẩn bị ở những giai đoạn nào thưa ông? Do cái đặc thù của từng trường đại học và cao đẳng xét tuyển ở nhiều đợt khác nhau, thì đối với những trường là đã xét tuyển đủ chỉ tiêu ngay ở đợt 1 hoặc đợt 2 thì sẽ khai giảng sớm. Còn đối với lại những trường do không đủ chỉ tiêu mà có kéo dài cái đợt xét tuyển sang đợt 3, đợt 4 thì đến giờ phút này vẫn còn đang xét tuyển. Cho nên việc khai giảng của các trường thì lại phụ thuộc vào cái điều kiện các trường xét tuyển đủ chỉ tiêu ở từng đợt xét tuyển. Và mỗi trường sẽ khai giảng ở nhiều ngày khác nhau, không phải quy định chung là khai giảng là vào đầu tháng 9. Và như ông đã chia sẻ thì có một số trường cũng đã bắt đầu đã khai giảng rồi và có trường đã nhập học khoảng một tháng rồi. Vậy thì nhìn tổng quan, nhìn khái quát những trường đã nhập học khoảng một tháng thì chúng ta cảm thấy có những cái vấn đề nào đáng lưu tâm ạ? Qua những cái đợt xét tuyển và đã đủ chỉ tiêu thì các trường sẽ tổ chức khai giảng và các trường sẽ có một cái bước tiếp theo, đó là bước hậu kiểm. Thì ở đây sẽ nảy sinh ra một số vấn đề, ví dụ như là một số em học sinh do họ không nắm vững về quy chế tuyển sinh cho nên xảy ra cái chuyện là khai sai trong cái hồ sơ, có thể là khai sai về khu vực, có thể là khai chưa chính xác về đối tượng, do đó sẽ dẫn đến trường hợp giống như là ví dụ như ở trường Đại học Huế chẳng hạn, là có một số thí sinh khai không chính xác về đối tượng, do đó là sau khi quá trình các em nhập học, nhà trường hậu kiểm và phát hiện ra dẫn đến tình trạng là các em không đủ cái điểm chuẩn. Tất nhiên thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các trường là tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh. Đối với lại những thí sinh như thế này đã trúng tuyển rồi nhưng do là các em khai sai sót trong hồ sơ dẫn đến việc là không đủ điểm trúng tuyển, thì các trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất để tạo cái thuận lợi tốt nhất cho từng thí sinh, có thể sử dụng hình thức là chuyển các em sang cái ngành khác có cái điểm chuẩn thấp hơn hoặc là chuyển xuống hệ cao đẳng chẳng hạn, trong cái năm đầu tiên thực hiện cái một kỳ thi duy nhất để đạt được hai mục đích, đó là xét tốt nghiệp. Các trường sẽ sử dụng cái dữ liệu đó để xét vào đại học cao đẳng thì có thể là xảy ra nó cũng có nhiều cái chưa chính xác lắm. Các em học sinh thì cái năm đầu tiên thực hiện những việc này cũng bối rối, hoặc là đối với những em ở vùng sâu vùng xa nắm cái quy chế tuyển sinh không kỹ dẫn đến những cái tình huống mà như tôi đã nói, thì chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo là sẽ tạo điều kiện tốt nhất để cho các em trong cái kỳ xét tuyển đại học cao đẳng năm 2015.
Vâng, thưa ông, và trước khi khép lại cuộc đối thoại ngắn này thì ông có thể chia sẻ thêm những cái lưu ý nào cần đáng quan tâm cho tất cả các em thí sinh cũng như là các bậc phụ huynh không ạ? Đến thời điểm này thì cũng là cái thời điểm mà các trường đại học là đã xét tuyển xong. Việc các em trúng tuyển vào các trường đại học thì tôi cũng xin chúc mừng. Tuy nhiên thì tôi cũng xin nhắn nhủ với các em là khi bước vào chân vào đại học, cách học và cái cách suy nghĩ nó khác, nó hoàn toàn khác với cái bậc phổ thông. Không phải là chúng ta trúng tuyển vào đại học rồi là chúng ta đã lên được lên thiên đàng, nhưng đấy tất cả mới chỉ là bắt đầu. Khi các em đã chọn được cái ngành học yêu thích, cái ngôi trường yêu thích và chúng ta đã trúng tuyển rồi, thì việc còn lại của chúng ta là phải cố gắng học, lĩnh hội tất cả những kiến thức của các thầy cô. Thì cố gắng là chúng ta biến cái kiến thức ở giảng đường đại học thành kiến thức của riêng mình. Bên cạnh đó, chúng ta còn phải rèn luyện thêm rất là nhiều, ví dụ như kỹ năng về ngoại ngữ, rồi các cái những cái kỹ năng mềm khác, để sau khi mà học xong, chúng ta sẽ có một cái nghề nghiệp, nó sẽ cùng với các em đi suốt cuộc đời còn lại. Thưa quý vị, vừa rồi là những nhận định của ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh, và chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về nội dung này trong chuyên mục Đối thoại mỗi ngày kỳ sau. Minh Vy xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.